Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Mỹ Linh chấp nhận ăn nằm với Vinh Phát để đưa Vinh Hiển vào bẫy. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sao biết bao nhiêu chuyện tìm cách phá hoại tình cảm giữa Nhã Phương và Vinh Hiển, Mỹ Linh không giành được bất cứ kết quả nào. Ngày ngày đến văn phòng cô phải chịu đựng cảnh cả hai tình tứ với nhau, khiến cho Mỹ Linh vô cùng bực tức. Cô thề rằng cô sẽ tìm cách tiếp tục phá cặp đôi này. Nếu Mỹ Linh không đạt được thì không ai có thể giành được Vinh Hiển. Và cô mới xứng đáng được làm con dâu cháu dâu của Ngô gia. Nghe tin Ngọc vừa bị đuổi khỏi Ngôi Sao vì trộm cướp tiền, đây cũng là điều mà Mỹ Linh vô cùng vui sướng. Ít ra thì giờ đây, cô cũng có thể tìm cách tiếp cận được Vinh Phát cho những ý đồ của mình. Nếu không có được Vinh Hiển thì Mỹ Linh có thể tiếp cận Vinh Phát, dù sao anh ta cũng là con cháu của gia đình. Mỹ Linh nảy ra trong đầu nhiều kế hoạch để đưa Vinh Phát vào chồng. Nếu cô dụ dỗ được Vinh Phát thì anh ấy sẽ là con rối, để cô có thể điều khiển và biết được nhiều chuyện ở trong gia đình của ông Hưng. Cô biết Vinh Phát rất si mê mình, đây là điểm yếu của anh ta, do đó cô sẽ đánh phá vào điểm này. Chỉ cần trao cho anh ta một chút tình yêu thì anh ta sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho cô. Nghĩ là làm, Mỹ Linh gọi điện thoại để hẹn Vinh Phát đến nhà chơi. Tại đây cô đã chuẩn bị sẵn sàng rượu cho cả hai. Ra Mỹ Linh còn mặc những bộ đồ gợi cảm nhất, để cho Vinh Phát không thể nào kiềm chế được. Đúng như kế hoạch của mình, Vinh Phát đã đến nhà của Mỹ Linh và cả hai uống rượu cùng với nhau. Sau khi trò chuyện và uống rượu lâu thì cả hai đã rất say xỉn. Lúc này Vinh Phát không còn kiềm chế được bản thân nữa, lao đến Mỹ Linh như là một con hổ đối. Và cứ thế anh đã lọt vào cái bẫy do Mỹ Linh bày ra. Nếu theo đúng kế hoạch thì Mỹ Linh sẽ mang bầu đứa con của Ngô gia. Khi đó cô sẽ có thể tự tin mà đến trước Ngô gia dành cho mình một danh phận. Còn nếu đến lúc ấy cô có thể lừa gạt được Vinh Hiển thì còn nhiều điều hài hò hơn nữa. Sau một đêm mặn nồng với Vinh Phát thì kế hoạch của Mỹ Linh thành công mỹ mãn. Chỉ cần cô có thai là mọi chuyện sẽ trong kế hoạch đặt ra. Nhất định cô sẽ cho Nhã Phương, Vinh Hiển và ông Hưng phải trả giá. Liệu rồi kế hoạch của Mỹ Linh có thành công? Cô có mang thai cùng Vinh Phát? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.